Ok, trong video ngày hôm nay thì sẽ có một cái bài tập nhỏ nhé để giúp cho các bạn test cái khả năng phát âm của mình như thế nào. Nếu bạn là một cao thủ thật sự đã luyện phát âm rất chuẩn, rất bài bản thì chúng ta sẽ đọc được chuẩn những từ này. Nhưng mà thường thầy test thì đa phần các bạn sẽ rất là khó để phát âm chuẩn những từ này. Đâu đó khoảng con số rất là cực kỳ cạnh tranh là khoảng đâu đó hàng trăm bạn mới đọc được chính xác những cái từ cơ bản như thế này. Rồi bây giờ chúng ta hãy bắt đầu ha. Rồi từ đầu tiên, từ này chúng ta thường thường chúng ta đọc là, bây giờ để cho dễ thì bây giờ các bạn đọc đọc theo thầy nha. Chúng ta chịu khó là mình ghi âm lại để xem cái giọng của chúng ta chuẩn như thế nào. Rồi sau đó thầy sẽ hướng dẫn, thầy phân tích cái đáp án tại sao nó là đọc như vậy. Rồi chúng ta lấy điện thoại ra đi ha, ghi âm lại, chúng ta nghe, sau đó chúng ta đọc theo nha, để tí là mình so sánh xem nó có chuẩn hay không. Thì bước đầu tiên, bước 1 nha, để chuẩn từng bước thì bước 1. Chúng ta dùng điện thoại ghi âm lại, đọc theo cái bản năng của các bạn đó, các bạn cứ nghĩ như thế nào đọc y chang vậy nha. Sau đó bước 2. Bước 2 là chúng ta đọc theo thầy nha. Bước 3 là bước sửa lỗi. Sửa lỗi. Thì cái phần sửa lỗi chúng ta có thể quay cái phần video này và chúng ta đăng bên dưới phần comment. Thầy sẽ xem và sửa bài cho chúng ta nha. Rồi. Bước đầu tiên. 30 giây bắt đầu. Chúng ta lấy điện thoại ra ghi âm lại, các bạn đọc tất cả những từ này. Nè, như thế thầy để cái màn hình này cho chúng ta ghi. Rồi ok, nếu mà chúng ta không kịp thì mình dừng video lại nha. Bây giờ chúng ta chuyển sang bước thứ hai là các bạn đọc theo thầy. Đọc theo thầy. Từ này chúng ta sẽ đọc là virus. I a virus. Rồi. Google. Google. Six. Profile. Profile. Facebook. Facebook. Palace. Palace. Restaurant. Restaurant. Province. Province. Police. Police. Contract. Contract. Perfect. Perfect. Island. 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 Rồi, ok ha, chúng ta nhớ. Nếu mà không kịp thì mình dừng video lại, mình ghi âm lại cái giọng của mình nha. Để cuối cùng chúng ta xem cái kết quả như thế nào. Rồi bây giờ ta sẽ hướng dẫn chúng ta cái bước số 3 là chúng ta fix fix lại cái lỗi của mình. Tại sao hàng trăm bạn mới đọc mới có một một bạn đọc chuẩn được những cái từ này? Rất là khó, những cái từ này chúng ta cơ bản hàng ngày như vậy thôi nhưng mà phát âm trong tiếng Anh khó lắm, rất là khó. Đó là lý do tại sao các bạn phải đầu tư cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ bài bản cho việc luyện phát âm. Phát âm trong tiếng Anh rất là khó. Rồi từ này chúng ta sẽ đọc là virus. Thì sẽ viết cái phiên âm nha, chúng ta mở từ điển Oxford lên nha. Đây là âm A I nè, A I âm I ha. Virus. Nguyên âm U không được nhấn chuyển về E. Rồi chúng ta sẽ đọc là virus. Thì cái âm S thì khó này, nó xì nhẹ 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 nhẹ. Virus. 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 Nó có phải đủ cái độ dài của âm S. S. Rồi, tên này. Tên này. Google, g, g là từ tiếng Việt mình không có âm này. Tiếng Anh thì nó là g, g. Hơi khó nha, âm này nó dướng dướng cổ họng á. Hai chữ O đi chung làm U dài ha. G, L là phụ âm chúng ta men xuống thôi. E cuối luôn luôn mất ha. Google, g, 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 g. Google. Tiếng Việt mình không có âm này cho nó hơi khó nha. Rồi, tới kế tiếp. Tên này. Six. Âm cả S. Chữ S này nè, trong cái cách đọc của từ này là phiên âm của nó là X. Và phiên âm của nó
À, chúng ta tra từ đằng Oxford sẽ thấy phiên âm của nó là X, nó có âm K chặn lại ha. Trong chữ cái, chữ chữ X nó có âm K hả, là six, rất là khó, không phải là six, không phải, nó là six, âm S ở dài đó, tiếng là six, thấy khó chưa, thấy khó chưa, tiếng Anh phát âm tiếng Anh sao mà nghiệt ngã quá vậy ha. Tiếp tục từ này là thấy dễ, thời đại âm A ha, từ này được cấu tạo từ âm A và âm U, và phụ âm B thì mang xuống hai chữ O nè. Nhô miệng ra, nhô miệng ra ha. Facebook sai, không phải, nó còn thiếu âm CE chỗ này, âm S, CE chuyển thành S. Ta sẽ đọc là Facebook, nhớ nha, nhớ nha. Facebook, Facebook, âm gió trong tiếng Anh là không bao giờ mất nha, không bao giờ mất. Âm S, âm T, âm J, âm J, âm gió, nói chung âm gió là không bao giờ mất. Đó là lý do tại sao tụi Tây nó cứ xì xì sao 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 sao. Nguyên tắc âm gió không bao giờ mất. Facebook. À. À, các bạn hay khó cho nên là từ này chúng ta đọc là pr 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 profile, âm i e i e i i l l là ồ nhẹ trong cổ họng, chúng ta mang xuống thôi nha. Nhấn âm số 2 profile, rất là nhiều bạn sẽ không được chữ pr này đâu ha. Nếu mà các bạn miệng cứng sẽ hơi khó đọc ha. Profile, profile. Rồi, rồi từ cái tiếp chúng ta không phải là place, nó là pa. Âm e được nhấn thì chúng ta sẽ đọc là e bằng miệng nè, bằng miệng ra ha, pa. Phụ âm l mới xuống, e không được nhấn chuyển về ơ, ce luôn chuyển thành s ha. Palace, palace, âm s nữa nè, palace. Rồi từ này thầy có viết sẵn cho chúng ta luôn rồi, province, hai chấm ha, pr nữa không, âm này hơi khó nè, province, âm s một lần nữa. Rồi từ này là công an nè, p, nguyên âm âu không được nhấn chữ vị p, l phụ âm xuống, âm i hai chấm ce thì chuyển thành s ha. P, 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 police, police, không phải police, police, nó là p, p, police. Âm ơ này tiếng Việt mình tiếng Việt mình cũng không có âm này đúng không, chỉ có tiếng Anh thôi, p, police. Rồi từ này là từ con, nguyên âm o đó, hay được nhấn nó sẽ có xu hướng chuyển về âm a hai chấm, trong tiếng Anh của dòng Mỹ, con, tract, tr nè, a bành miệng, bành miệng hết cỡ rồi, c chuyển thành k, t thì chúng ta mang số contract, khó chưa, hai chấm là kéo dài rồi, nhấn rồi âm chặn kt nó nhiều quá ha. Contract, contract. Và từ này là perfect, no, nó là âm ơ dài, âm ơ kéo dài ra ha. À, âm nhấn là per, đây là âm y, âm y, c chuyển thành k, k nè. Perfect, perfect, perfect. Rồi tiếp tục. Từ này là âm S này hơi đặc biệt nha. Trường hợp này, trường hợp đặc biệt nè. Âm này không có gì đâu, nó bị mất âm câm nha. Âm câm là nó chỉ đứng cho có hình thức âm thanh thôi, nó không cấu tạo về âm ha. Island, I-er, 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 I-er ha. Island, Island. Rồi ok, vậy là ở đây chúng ta sẽ có 12 từ, 12 từ chúng ta đã đọc lại một lần nữa nha. Virus, Google, Six, Profile, Facebook, Palace, Contract, Province, Police, Perfect, Island. Rồi ok, bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là các bạn hãy hãy ghi âm lại nha, hãy ghi âm lại cái giọng của mình và comment đăng ở bên dưới để thầy xem nha. Nếu như kết quả là các bạn đọc chuẩn được hết từ này, chứng tỏ bạn là một siêu cao thủ, bạn không cần phải luyện phát âm nữa tại vì phát âm của bạn quá chuẩn